nay mình giới thiệu với các bạn một món ăn mới là thịt ba giỏi sốt chari, sốt phai tô vị chari của Yuchinai. Nguyên liệu gồm có một miếng thịt ba giỏi, hành tỏi, ớt, xì dầu, mật ong, một chút nước và một gói phai tô. Bắt đầu tiến hành thì dụng cụ ta chỉ cần một chiếc nồi vàng hậu. Trước khi cho thịt vào quay, ta cho xong lên bếp và để cho xong khô nóng đủ nhiệt. Khi mà xong khô nóng đủ nhiệt thì bắt đầu ta cho miếng thịt vào quay. Bao giờ ta quay thì ta cho nửa mỡ xuống dưới để cho miếng thịt vừa ra mỡ vừa chín vàng và thơm, sau đó đậy nắp vào.